Tình xin chào ông bà cô chú anh chị và các bạn. Xin chào cả nhà. Hôm nay thì Tiền với lại Hiếm Ba giúp Dương có bài cái sạc mà bánh canh chay cả nhà ơi, đi ra đầu đường lộ để mà tặng cho bà con ăn vào buổi sáng nha. Thì hôm nay là được anh chị Thảo Bính có gửi tặng cho bà con ở xóm của Tiền là 100 phần bánh canh chay với lại 100 chai nước sâm nha cả nhà. Đây, cái phần nước sâm thì Tiền cũng đã vô thùng sẵn gì đó. Hồi bé Dương sẽ đặt từ chai lên trên ghế, ai lấy bánh canh thì sẽ lấy được thêm chai nước luôn nha. Thì hôm nay thì chắc là bà con rất là vui mừng luôn. Thì em cảm ơn vợ chồng của anh chị Thảo Bính rất là nhiều luôn. Chúc anh chị lúc nào cũng có thật là nhiều sức khỏe nha. Luôn luôn gặp nhiều may mắn và thành công trong cuộc sống nha. Đây là cái nồi bánh canh của em nè. Đây là cái phần nước lèo nha cả nhà. Đó, ở trong đây thì nó có nấm rơm nè, tàu hũ chiên á, Tiền đó chiên sẵn rồi. Rồi có nấm rơm nè, bắp vàng, củ cải đỏ, củ sắn nha cả nhà. Đặc biệt có một cái là mình nấu có mía nữa thì nước nó sẽ rất là ngọt luôn. Đó, ở đây thì phần chả nha, chả này là chả Nguyên Ương. Đó, có hình trái tim luôn. Đó, rất là đẹp. Rồi hôm nay thì ăn chung là có giá nè, với lại hẹ nha, Hiếm Ba sẽ chụm bên đó đưa qua đây Tiền thì sẽ hút nước vô. Rồi. Rồi, tô đâu? Tô. Ủa tô đâu? Ai tô ơi, em bé đưa tô đây. Rồi đây cho con. Đây Tiền sẽ múc nước vô nha cả nhà. Đứng xa xa ra nha. Dương để chai nước lên trên ghế sẵn với Dương, xong rồi chị Ba đưa ra rồi con chuyền ra luôn à. Tiền sẽ múc như thế này nha cả nhà. Có tàu hũ nè, có nấm rơm nè, rồi tàu hũ cộng nữa. Đó, mình đưa lên trên. Đây. Một tô. Dương bé cái tô vô. Cho cái này vô, cho miếng chả vô. Cho hành vô nữa. Tiêu. Rồi hành sấy luôn, tỏi sấy luôn. Đó, đây, tô bánh canh nha. Cái này như chưa có củ cải đỏ rồi. Cái này chụm gọi không Hiếm Ba? Em cắm không? Rồi, giỏi quá. Chúc ngon miệng nha. Hôm nay vợ chồng anh chị Thảo Bính tặng cho bà con ăn sáng nha. Chúc bà con mình ăn sáng thật là ngon miệng luôn. Đó, cho chả lên. Ngò gai. Hành lá. Lấy cái tô ra nhìn chị đi chị. Tiêu. Để tô xuống rồi hãy đưa chuyện tô ra. Rồi tô có ai đây? Rồi để lên đây. Rồi, cứ bé ăn ngon miệng nha. Dạ các bạn. Mình cho tàu hũ kỳ, tàu hũ chiên. Wow, tính đầy ớt, tính bốc ớt vô đó Hiếm Ba. Để tôi nấu đầy ớt, ăn cái loạn hết. Dương đem cái lo lên đi Dương. Ngon miệng nha. Từ người thôi nha. Cái Dương đưa cái tô ra rồi hả, để lên. Có tiêu là thơm nhất. Rồi đây. Rồi lấy giùm chị nha. Rồi chúc chị ngon miệng nha. Sợ nó nóng. Cái tô này là nó quá nóng luôn. Bà ấy không ai. Tô của thằng gì? Thằng đó tên gì quá tiêu rồi Dương. Bảo. Bảo hả? Tô của Bảo là nóng nè. Rồi phát lên đây để tô lên ghế giùm chị đi. Ghế này được rồi mẹ ơi. Cái nhỏ nè chị. Rồi đây. Đem chuyện ra. Rồi lấy giùm chị nha. Rồi rồi.
tàu hủ luôn, múc dạo dạo mới đầu thì nó hơi khó cả nhà, nó lưng lại thì nó dễ lên nha. Này gì đây, bánh canh hả? Dạ bánh canh chay. Từ từ bánh canh lấy cái gì hả ba? Đây cái ghế để cho người ta để rồi đây. Ai ăn ớt thì nói em đến cắm đồ ghê cho bánh canh dạ rồi quá luôn nè. Ai ăn ớt thì nói nha, đặng con biết được con để vô luôn. Dạ thôi con ngồi khỏi ngồi luôn đi. Khách ngồi ngoài, đứng ngoài hả? Lại đi cho đứng đi. Cái này thì giảm cân đó. Ốm rồi đó. Bữa thì hiếm ba, bữa nay thì Úc Dương. Nay Úc Dương nó qua sức lại. Nay Dương chiếm chỗ mình nè. Dương chiếm chỗ hiếm ba nha. Nè Úc Dương ơi. Nay chân Dương. Rồi. Chân Dương ca khó rồi. Chân Dương ca khó. Hôm nay là vợ chồng của anh chị Thảo Bính tặng nha, chúc cho mình bà con mình ăn sáng thật là ngon miệng luôn. Nó hai chị em mình ăn hiếp nó hay tiền. Để cái tô với gói nhỏ mấy cô ơi. Rồi chị với tao không vô. Chị tao không vô đi Úc Dương. Rồi bưng ra. Bữa nay cho cộng lưng luôn. Dạ rồi, chúc chị ngon miệng nha. Bữa nay cho Dương cộng lưng luôn. Phải hút tôi nha nghe. Dạ rồi, để tô lên ghế giùm con đi. Rồi hút năm rồi. Dạ rồi, dạ chúc cô Châu ngon miệng nha. Nóng. Dạ nóng lắm á. Cảm ơn nghe tiền. Dạ. Hôm nay là ăn cho bánh canh này là bà con rất là vui luôn á anh chị ơi. Rồi đây. Dạ rồi bác Năm ơi, lại lấy giùm con đi bác Năm. Dạ rồi chú biết năm ngon miệng nha. Cảm ơn. Dạ. Tới nhà mà cứ hụn hoài à. Đứt hụn mà. Chưa kịp tắt. Nói ổng chưa kịp tắt. Tắt đẳng dắt lại đi. Gần tới nhà là trước 5 phút là giảng bộ đây. Ừ. Dạ rồi lại lấy giùm con. Dạ rồi chúc chú Giang ngon miệng nha. Dạ. Cảm ơn. Hôm nay mấy bà này khó mấy bạn qua. Gần nhà lấy tô lên giùm con hai ơi. Tô nóng ngon quá để bọc nó không ngon. Nhanh chưa? Dạ rồi, cho em gửi chị chút chuyện ngon miệng nha. Để mé luôn nha. Lưỡi người không có răng á. Lưỡi người không có răng để cái mé vô ha. Không cặp nha, đứa chiều. Rồi đây, chị ra luôn. Dạ rồi, cho em rửa chị chút chị ngon miệng nha. Dạ bác Chín ơi. Dạ chú bác Chín ngon miệng nha. Dạ. Dạ rồi chắc con gửi ông xuống ăn ngon miệng nha. Có rửa ba không ta? Dạ. Dạ rồi nha. Dạ. Cảm ơn nha. Dạ. Rồi chúc hai ngon miệng nha em hai. Tô Dương Dương ơi. Em tô vô. Thấy tô là để vô đây cho ba chụm cho. Nè. Rồi lấy cái thao đó vô luôn. Thao đựng cái tô này hay gì á? Không. Dạ rồi. Dạ. Dạ. Ha.
không Dương, cái tô đừng có thao không Dương. Dạ. Cái đó chỉ có một phần một của bà thôi à. Bởi vì em lấy có cái đó thôi. Tại vì cái tô nhỏ chắc bà đem theo đựng ở ngoài á. Nóng. Vậy đem. Dạ tô kìa, tô bé Dương. Đến ba giờ này ngồi canh tô nghe. Ừ. Châu để vô đi để đứng rồi lâu. Cũng lâu lắm đó chứ Châu. Dạ rồi, cũng ai lấy một con. Cảm ơn. Dạ rồi, chúc bà ngon miệng nha bà. Cảm ơn luôn. Dạ, chúc cho. Dạ mượn cái tô chút xíu đang xuống được không? Dạ, ở đây không có tô không ơi. Để chờ chút xíu thì mình biết cho. Để xíu thì bà đi mượn cho, lẳng bà mượn cho. Ở đây không có đem tô luôn đó. Để con chút xíu đi. Để xíu đi nghe Năm. Chú Linh ơi, vô để tô giùm con đi chú Linh. Đứng đợi con chút xíu đi ông ơi. Rồi cái này của ai? Rồi chị Dương chúc ngon miệng nha. Rồi. Dạ để tô dưới đây giùm con đi. Con thằng nhỏ đó nó không có lấy. Quên nó gì nhắc nó. Để nước của nó hay gì? Nhớ để nước kìa Dương. Bộ nó lấy cho nước ba. Ba ơi. Đi rồi, đi rồi, đi rồi. Đi rồi hả? Để rồi. Gì hả? Nó ngồi. Chào cảm ơn hết. Cảm ơn luôn nha. Dạ, chúc chú Châu ngon miệng. Ngon miệng. Chú Linh cầm giùm chú Châu rồi lẳng đi chú. Cầm giả lên đây. Cầm nách. Giả nách lên. Giả nách lên nhét vô. Đẹp vô. Hôm nay là nước với lại bánh canh nha. Cảm ơn luôn nha. Dạ rồi. Chú Linh ngon miệng. Cảm ơn luôn. Ăn ngon làm tô nữa chú Linh ơi. Thì bà chạy bà này nè. Ở đây nè chú Linh ơi. Chở cái này gì vậy? Cái xô đựng bánh canh đó. Xô đựng bánh canh chứ vậy. Đừng nó cho tôi uống nước, nãy giờ tôi khát nước. Đến đâu nay đem nước cho tôi uống nguyên xô luôn trời. Rồi đây. Thì hiện nay tốt vậy cho em ba nguyên xô nước luôn. Vậy rồi cô hai lại lấy giùm con đi. Dạ rồi con chúc bà ngon miệng nha. Như giờ đồn cho. Cái xô mắc cười quá ha. Không mà vậy nè không bị nóng nè. Mấy cục bà nhìn nó mấy đường luôn á. Bữa nay cái nồi bự này dễ mút quá em ba. Nắp dặn lại Dương. Đây. Dặn lại cho con bé đó đi. Rồi chị Dương gửi nha. Rồi. Hôm nay vợ chồng của anh chị Thảo Bính đó chúc bà con mình ăn sáng ngon miệng nha. Rồi. Chúc viên ngon miệng nha. Rồi để tôi giùm đi. Tôi lấy cái nhỏ nó coi. Để lên. Để lên cái nhỏ. Rồi chúc Duyên ngon miệng nha, lấy chị Dương. Để tôi sẵn lên trên ghế đây rồi chị Dương chuyện vô. Rồi.
rồi bé lên đây bưng giùm chị Dương nha. Được không? Chai nó đen quá, Út bưng này cho. Ờ thôi Út bưng dài giùm bé Út ơi. Dạ rồi, để tô lên giùm con đi. Để tô lên đi nha, dạ. Để tô lên ghế nha. Tên ghế này làm cho mau, có ăn, không để đâu đó. Ken, Ken ơi. Ăn ăn. Rồi đây. Con tô luôn nè. Dạ rồi, lấy giùm con nha. Dạ rồi, cũng con nè. Luôn. Rồi, dạ rồi, cho em rửa chị nha. Dạ. Chị bằng cô quá, chị luôn. Rồi, cái chị phải không? Chị phải rồi. Chị phải hả? Ai? Ủa, vậy là mình kêu sai hả? Nó khỏe hả? Chị phải nè. Nhỏ thì kêu cô đi. Vậy ha. Ta hết còn con đó. Bởi vì cái người á mà nhỏ tuổi á nghe lớn như bằng em ha. Nhưng mà kia đồng chị đi cho trẻ là coi. Chị ba. bé ba. Bé ba được rồi, chị ba cũng còn già nữa. Chị ba không chịu, kêu bé ba mới chịu. Ghê thiệt, bé cho nhỏ là còn bé. Cho cái thớm này. Cái này để chung vô đây hay vậy? Dạ không, riêng hết á. Riêng hết luôn hả? Đây rồi, đây rồi, không thích chị con Nguyễn nha. Như là tàn là ca khó của mình nha. Tô này là tô mini. Đây rồi, của ai lên lấy giùm con đi. Đây rồi, chúc con ngon miệng nha. Tội ai nó nhận nghe giờ không biết đường nghe mấy cô ơi. Rồi, chị nghe luôn. Dạ rồi, cho em rửa chị nha, chúc chị ngon miệng nha. Dạ. Từ từ thôi Dương ơi. Chúng ta coi nào, nó để trước lắm trước cái ta. Rồi. Để lấy giùm chị nha. Rồi chú bé ngon mẹ nha. Cái cô cho ơi, ông chủ nhà kia bắt quạt gió lên cho mát kìa. Có hả? Mai mốt là chủ nhà gắn cái lạnh giùm nghe. Anh sợ anh đập. Gì hả? Ủa có gió thiệt không hả? Có. Có gió quay. Thôi cởi đi được rồi. Để mất công ba bụi. Rồi, cái này của ai lại lấy giùm con đi. Vậy rồi, chúc Út con miệng nha. Cảm ơn nha. Nhiều món quá. Rồi. Này là biết là của cô Thùy nè. Rồi. Rồi ơi, nhìn cái ca là biết rồi. Cô Thùy là khác biệt nhất. Cho tao đầy ca nó đi Yến ơi. Ca ăn không đủ rồi mày. Ít ăn ngon mà nhiều quá. Tới hai ba người, hai người luôn mày. Trời trời, mấy bà đâu xin bà đó là khỏi. Nói giỡn nghe có heo ớt á thì á, kêu con để ớt vô nghe con có ớt ở đây mà không biết ai ăn hay không á. Con không có để. Dạ rồi, cho con rửa nha. Nào có thiếu chả nói mẹ để sắc nha. Dạ. Nhiều món quá. Bà ớt hồi ới trên ba. Dạ rồi, cuốn ai để lấy giùm con đi. Nhưng bà không
thấy. Dạ rồi, chúc bà ngon miệng nha. Dạ. Cảm ơn nhiều. Phải ớt rồi. Dạ, ớt ớt cho mình thử ớt được. Bánh bà bắp khoái ớt thôi. Cảm ơn con nha. Dạ, dạ. Nào là mình cần cái ớt thôi vậy, không cần phải sợ thiếu. Để miếng ớt đúng không? Dạ rồi, có ớt luôn. Hên quá, tại bây giờ mới có người xin miếng ớt. Ớt ới rồi. Rồi đây, à, Dương Dương, dạ cô đứng đó đi cô, dạ, cô đứng đó đi cô. Dạ rồi, cho con rửa cô nha. Dạ. Tự nãy giờ luôn kiếm kiếm người xin miếng ớt muốn chết vậy á. Tô này có ớt không? Dạ không. Nó có. Không, dạ không, lại lên tiếng lại nha. Lên tiếng. Dạ không. Rồi, tô này của bé đúng không? Dạ. Rồi, chị chúc ngon miệng nha. Tô đi Dương ơi. Chứ con chị hả con? Chứ con cô nó buồn. Con trẻ lắm. Vậy rồi để tô lên đây dùng con, đi truyền tô vô dùng con. Thôi cái hộp nữa kìa em ba. Rồi lấy dùm cho chị. Dùng con nha. Rồi cảm ơn. Dạ. Đi đây nè. Cái đỏ. Này là bán cái này là đủ món, đủ tô, đủ thố. Đủ loại luôn. Đủ loại. Rồi đây. Rồi, chúc bé ngon miệng nha. Bé nãy lời quá trời luôn, thương tôi và thòn thấy không? Tôi già cho đầm đầy thô. Đầy thố nó mới chịu nghe. Lưng không chịu đó. Nóng nha, đi lên ghế. Quả nãy đậy đi. Có đẹp quá vậy. Dạ rồi, của ai lại lấy gì? Cảm ơn đi con. Rồi, chú bé ngon miệng nha. Rồi, lấy chai nước luôn. Rồi, Như để tôi lên ghế đi Như. Nè. Nóng quá. Dạ rồi, cho em gửi chị nha, chú chị ngon miệng nha. Mày nóng quá, tao khói quá. Nóng quá hả? Không ai cho mặt không à? Thấy không? Bữa nay cho chả mà có hình trái tim đó. Là biết tấm lòng cỡ nào rồi. Tim yêu của một tiền đó. Có hy sinh trái tim yêu của nó đúng không đó? Về đứng đỡ ăn trái tim của chị nghe mấy đứa. Rồi. Cái này ít quá vậy, chưa chân đậy rồi. Có ai mà mini quá vậy? Chưa chân đậy rồi, lấy gì đựng thịt. Đi lỡ nữa rồi ha. Đông vui á Ken. Đây đây vui lắm chết. Gỡ chị Dương đi. Đây, gỡ vô luôn đi. Đây, 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 ông Dương ơi, nắm đi ông Dương ơi. Nắm để tô lên đi là có, còn cầm hoài không có đó. Rồi, đây. Cảm ơn. Thử đó. Đó. Nằm chở mà nằm xuống. Mà nằm nào vậy? Nằm ngoài. Mà ông kia thích thôi nha chị ơi. Lấy gậu rồi đó. Có bạn mình lấy gậu. Gì ngừng bằng thằng thôi à. Cảm ơn nha cả. Dạ rồi, chúc bảy ngon miệng nha. Ken ngon miệng nha Ken. Dạ. Lấy comment nó vô. Dạ dạ. Lấy comment ba ngăn kìa. Cho ba ngăn luôn. Cho bà mày ba ngăn đó. Mày hai ngăn à. Mày là cho nước. Rồi chúc bé ngon miệng nha. Dạ. Cho sao đủ ba ngăn nữa hả?
ăn hủ tiếu đây. Để đây nè, Trân Dương đậy lên luôn. Sợ nhuột ra không chết. Nè ông Dương, đậy lên ông Dương ơi. Ở cái ghi luôn, ừ. Cái này dài lên sao chúng ta? Đây đó, ừ, bắt lên lên. Bắt mắt lên. Gì đó, bắt lên. Đây là, đem ngói ra đi. Được không? Ừ. Không phải. Đó, vậy không phải rồi. Con không có biết dạy cái này. Thế rồi gửi bé nha. Rồi để tô lên giùm chị đi. Mẹ Dương ơi. Rồi gửi ca xuống đi. Rồi chú bé ngon miệng nha. Rồi từ từ nóng nha. Rồi bé ơi, để tô lên giùm chị đi bé. Còn bao nhiêu gừng nữa? Rồi chú bé ngon miệng nha, cầm từ từ cái chừng nóng nha. Để tô lên. Thôi Dương ơi. Đó nè, để xuống. Xuống đẩy tiếp, để xuống đây chị. Ừ. Nóng không chết đứa nào à, bởi bọc cái gì đó, để bọc cho nó. Đứa nào vẫn có bọc không? Rồi bành bọc ra đi chị Dương, để vô cho, để lên ghế nè, bành bọc lên ghế nè. Ừ đúng rồi. Rồi bưng từ từ nha, coi chừng đổ đó, nóng đó. Thấy hương của bà ghê chưa? Giờ chồng của bà vừa khóc luôn. Rõ tâm hết. Cứ gọi canh canh cái đòi nước hoài à, có còn kia là hết. Giờ em thấy hết khóc rồi. Rồi chúc Bảo ngon miệng nha. Rồi xô. Dạ rồi, cho em gửi chị nha. Dạ. Để xuống dưới đi. Để xuống dưới cho người ta bán. Ừ. Đứng làm sao? Đứng làm sao? Đứng làm sao? Đứng làm sao? Ở tới đâu vậy? Rồi, đây Dương ơi. Rồi, chúc Ngọc ngon miệng nha. Bưng từ từ cái chân nóng. Dạ rồi, chúc anh ngon miệng nha. Dạ. Dạ rồi, để tô lên giùm con đi mà. Dạ rồi, cho con gửi cô thôi nha. Dạ. Cũng là làm lấy cái của bà, tôi xách về bỏ cái này của tôi. Đó, biểu mà chúng cái từ tới đâu. Sao khóc rồi, nên ba khóc dữ. Dương ơi, lấy khăn giấy lau nước mắt Dương ba đi. Khăn giấy lau nước mắt Dương ba kìa. Vậy rồi cho con gửi bà nha, chú bà ngon miệng.
Dạ rồi, để tô lên ghế giùm con đi mấy bà ơi. Để tô lên ghế. Rồi chú đất tôi giọt hả mấy trai. Rồi giọt ở đây chị. Cái xô này không biết canh được luôn. Múc hai giá gì đây. Hai ba giá gì đây múc. Đầy tô, đầy tô, đầy xô nè, xô nè. Dạ rồi, cho con gửi không nha, chúc ăn ngon miệng này nha. Dạ rồi, còn ai có tô không để lên ghế giùm con đi. Đây. Dạ rồi, cho con gửi không nha, dạ, chúc ăn ngon miệng. Này chú ơi. Rồi. Cảm ơn. Dạ. Cái này nóng như thế ba. Rồi cái này của ai lại lấy ngon. Để rồi chúc cô ngon mẹ nha. Để chai nước ra hết rồi. Dạ. Dạ. Hôm nay là một phần bánh canh với lại một chai nước nha. Dạ rồi, cho em rửa chị nha, chứ chị ngon miệng nha. Này nóng quá không cầm được luôn. Để cái mên nó vô. Để cái cầm vô. Để cái đầu cầm đó. Nóng nha. Để anh ghế đi. Đấy. À, đẹp. Mấy nó nhỏ này nó hay cưng lắm. Ba lấy coi nè. Rồi, hả? Rồi cho chị gửi bé nè. Rồi con chị bé ngon miệng nha. Cái nồi nước này chắc chắn mẹ nó nấu dư trăm phần. Rồi, cô bé đưa cho chị để lên ghế. Dạ, chồng cô chú Thảo Quýnh chúc mấy đứa nhỏ ăn sáng ngon miệng nha. Hôm nay là vừa có đồ ăn sáng mà vừa có nước uống luôn. Không ngon cái giọt cuối cùng nữa mà. Thiếu hành này. Rồi cái ca này của ai? Dạ rồi cho con gửi. Dạ rồi lấy con giúp con. Dạ. Dạ. Con bé để lên. Đổ tô lên đi bé. Cái tô đi bỏ gì đựng. Cái nóng kìa. Để đâu múc nước ít cho nghe tiền. Tô nè. Để nó nóng nó đổ. Hình như cái ca này không có nắp nữa. Không, vậy đó, cọt đưa ra nó. Nắm ra. Cái tô hả mấy đứa? Rồi nè, cầm từ từ dạ, nha, không hơi nóng nha. Ừ, rồi. Cái này để ngoài bành thẳng đi, cái để cái tô cho nó. Để nó nguyên kìa.
buộc lại đi con. Được không? Đi đi, chặt cái quai cho nó nóng. Rồi cầm đàng hoàng nha, có chuyện nóng nha. Cầm ở dưới. Ờ, ngay quai á. Rồi, đứa nào đi theo bé đó, cầm giùm chị tiền đi. Rồi chú bé không miệng nha. Rồi cho chị gửi bé nha. Chú bé không miệng. Nó không dừng đèn tô. Mấy đó để tôi. Rồi để tô lên ghế giùm chị đi mấy đó. Nè để tô bên ghế nhỏ này nè. Rồi. Rồi cho chị gửi bé chút bé không mẹ nha. Bưng từ từ nha, cái chuyện nóng. Rồi, cụ bọc lại. Rồi, chị cụ bọc lại cho. Được không? Cụ chắc luôn nha. Mày này khói luôn quá trời hả ba. Cụ nó ướt. Rồi, để tô lên ghế giùm chị đi bé. Khói ngọt trời. Lấy tô vô Dương ơi. Đây. Rồi chú bé ngon miệng nha. Rồi. Rồi cho chị gửi bé nha. Chú bé ngon miệng nha. Cảm ơn được không? Cái này của ba khía hả? À, cảm ơn đây, cảm ơn đây. Cảm ơn. Cái này hết củ cải, những cái củ cải nằm đâu chứ. Vậy rồi cho con được. Cảm ơn nha. Rồi đứng xa xa ra giùm chị đi mấy đứa. Xét xét vô bờ lề mà đứng khoảng cách xa ra. Dương Dương ơi. Dạ. Đừng ngoài dặn đi. Dặn cái dưới thôi nè, dặn cầm cái này dặn đi rồi đẩy nắp lại rồi. Vậy đó dặn nó cho cứng này vậy. Cái này nó bị chặt hết. Tại nó bị méo bên chỗ kia. Méo rồi, rớt mớp rồi. Rớt mớp rồi. Bành bọc qua giùm chị ba. Rồi, cái nó cầm gì đó. Rồi, cái này có hai. Rồi, chú bé ngon miệng nha. Cầm chắc nha, không rớt hết. Lấy cây nước giùm chị luôn nha. Mấy đứa nhớ lấy đồ ăn, nhớ lấy nước nha. Hôm nay có nước nha. Bọc đây chưa? Nè, con bé bọc thẳng đi. Chậm giá, chậm giá. Đây. Rồi, chúc bé ngon miệng nha. Xin cảm ơn. Rồi.
dưới này là sao bọc không? Bọc không bánh ba, này trên cho trên cái bọc lợn cá thì cũng bọc cái bọc đựng cơm bọc bọc trắng nha. Ờ, bọc trắng với đựng đường. Cảm ơn nè. Chút cũng đang vậy á. Rồi đây. Rồi cho chị gửi bén nha, chú bén ngon miệng nha. Để em ớt nha chị. Em ăn ớt hả? Dạ. Mạnh dữ. Giống chị tiền quá. Giống chị tiền quá. Giống chị tiền quá. Mùa có mùa là hai người. Hai người ớt ơi. Nãy ba mượn chết. Ừ. Nó có vô bọc. Ớt vô bọc. Mượn chạy của anh Giang làm mà mắc người ta tốn tiền điện thấy không, bật gió kìa. Ba gieo gieo gieo. Vậy nó mới nó không đỏ thối đó. Nó thối thối. Rồi chú bé ngon miệng nha. Cảm ơn. Rồi. Luôn. Vậy rồi cho em gửi chị nha, cái chị ngon miệng nha. Rồi nè bé nhỏ, lên đây, lên lấy nè. Rồi, chú bé ngon miệng nha. Đây, thả lên. Nói chứ hồi chừa cho em ba ăn bọc. Để em ba tự giờ ngắm nồi bánh canh hoài. Rồi, chúc bé ngon miệng nha. Cảm ơn cô. Rồi. Hết rồi mấy con ơi, hết bánh canh rồi. Hết rồi. Rồi cho chị gửi bán nha, chú bé không miệng nha. Ừ. Còn mấy phần hai mà hai phần nữa nha. Hai phần nữa thôi đó, chị ba. Hai phần hết cho nước không? Rồi đủ luôn. Dạ rồi cho em gửi chị nha. Dạ rồi, cái chuyện không mẹ nha. Hết rồi mấy bé ơi. Hết rồi mấy đứa ơi. Phần nữa. Một cái chi luôn. Nên em còn phần nữa nè mấy đứa ơi. Còn chai không? Còn chai không Dương? Dương, dạ. Chai nữa không? Dạ còn một chai nữa. Rồi hết chưa? Rồi cho con gửi cô nha. Rồi vậy rồi chứ cô. Em mất bạn thằng ai xin cho phần đó nè. Rồi hết trơn nước luôn rồi mấy ba. Nè. Cái đó chờ lại mang đi. Hết nước luôn rồi. Rồi, đây chị gửi nha. Rồi. Hai chị em về chi ăn đi nha. Còn phần nữa nè, ai lấy luôn đi. Không có nước. Rồi cho nó luôn đi, sợ mình còn. Mà không có nước nha. Hai chị em về uống lấy nước đá rồi chế nước vô, hai chị em muốn ăn chung đi.
hết cho nước kia rồi. Rồi còn miếng này chắc đủ hai tô đó anh ba. Anh ba giúp Dương đi mua bánh thêm. Còn bọc cuối cùng là gì rung tay vậy không biết. Rồi đây. Rồi cho chị gửi bé nha, chú bé ngon miệng nha. Rồi. Rồi thì hôm nay thì bánh canh rất là đắt luôn á anh chị ơi, thì một lần nữa cảm ơn anh chị rất là nhiều nha. Đã dành phần thân cho cái số của em. Đó thì còn miếng này thì về cho Út Dương với em ba với gia đình cùng ăn á. Một lần nữa thì chúc anh chị có nhiều sức khỏe, luôn luôn gặp nhiều may mắn thành công trong cuộc sống nha. Cảm ơn cả nhà đã luôn quan tâm theo dõi video của Tiền. Còn bây giờ xin chào. Bye bye.